Chào mừng tất cả mọi người trở lại với kênh YouTube Hiếu Hiền.vn. Mình là Trường Lê. View hôm nay có vẻ hơi tối nha. Thêm tí ánh sáng nha. Như vậy đã đủ sáng chưa? Hay là Thêm chói quá. Thôi được rồi, như vậy là ok rồi nè. Đó, không gian nó sẽ rất là khác biệt khi mà anh em có cái sự hỗ trợ của ánh sáng. Và ngày hôm nay thứ mà chúng ta sẽ review không phải là loa như thường ngày, mà sẽ là một chiếc đèn LED đến từ thương hiệu Zhiyun. Đó là Zhiyun Fireway 140. Zhiyun Fireway M40 là một em đèn LED cầm tay nhỏ gọn cho cái công suất lên đến 40W. Và phạm vi nhiệt độ màu của em đèn LED này là từ 2700K cho tới 6200K. Anh em có thể sử dụng em đèn LED này để mà mình chiếu sáng cho những cái việc như là chụp hình nè, quay phim nè, hoặc là quay vlog đều được. Ngoài ưu điểm là nhỏ gọn thì Zhiyun Fireway M40 còn có một ưu điểm nữa, đó chính là dễ dàng sử dụng. Về thiết kế thì Zhiyun Fireway M40 sở hữu một thiết kế cực kỳ nhỏ gọn. Đó, anh em thấy là nằm gọn trong lòng bàn tay của mình luôn ha. Và chất liệu của Zhiyun Fireway M40 là bằng nhựa cao cấp, cho nên là cái trọng lượng cũng sẽ được tối ưu ha anh em. Chỉ có 320g thôi, rất là nhẹ luôn ha anh em. Theo như thông số mà nhà sản xuất cung cấp thì ở mặt trước sẽ được trang bị tổng cộng là 176 bóng đèn LED ha anh em. Và sẽ được phủ thêm một lớp filter để mà nó giảm cái độ cứng của ánh sáng ha. Rồi, ở phía trên thì mình sẽ có một cái ngàm như thế này. Mình cực kỳ thích cái ngàm này luôn anh em. Trên cái ngàm này có những cái lỗ như thế này. Đó, để anh em có thể kết nối với những cái tripod nè, hoặc là kết nối với lại chân máy. Đó, để mình có thể để cố định cái đèn LED của mình ha. Ngoài ra thì cái ngàm này còn có thêm một cái chức năng mà mình cực kỳ thích luôn, khi mà anh em để ở như thế này, đó, đó, để xéo như thế này, đó, anh em có thể thấy không? Cái ngàm nó sẽ đóng vai trò là một cái chân chống như thế này, khi mà anh em livestream thì anh em hoàn toàn có thể để trên bàn làm việc rất là tiện lợi như thế này ha. Mình cực kỳ thích cái thanh ngàm này luôn, đơn giản nhưng hiệu quả ha anh em. Rồi, ngoài ra thì ở phía trên này còn trang bị cho anh em hai cái nút màu cam cam ở đây. Thì một cái nút sẽ là điều chỉnh cái cường độ sáng. Nó có chế độ off nè, chế độ 0% nè, chế độ 25% nè, 50% nè, 75% và 15%. Đó, để điều chỉnh cái cường độ ánh sáng ha, là ký hiệu là chữ dim đó anh em. Và cạnh bên là cái nút CCT, tức là điều chỉnh cái nhiệt độ K. Khi mà anh em đã mở đèn LED rồi, anh em có thể chỉnh về ánh sáng vàng. Đó, anh em có thể chỉnh về ánh sáng vàng như thế này. Đó, tùy vào mức độ đó anh em có thể điều chỉnh rất là dễ dàng, rất là dễ sử dụng, chỉ mở lên và vâng. Ngoài ra thì em đèn LED Zhiyun Fireway M40 của mình còn được trang bị thêm một cái cổng sạc nhanh Type-C ở đây anh em. Đó là ở mặt phía trước, còn mặt phía sau thì anh em sẽ được trang bị một cái quạt để mà mình làm mát cho cái đèn trong cái quá trình sử dụng ha. Thời lượng hoạt động của em đèn LED này ở mức 100% cái cường độ ánh sáng là 29 phút. Đó, còn nếu anh em giảm về cái cường độ ánh sáng 25% thì mình có thể sử dụng tầm khoảng 1.5 tiếng ha anh em. Kết luận lại, nếu mà anh em là một người hay đi quay phim nè, hoặc là hay đi quay vlog, thì em đèn LED Zhiyun Fireway M40 này là một cái sự lựa chọn cực kỳ hữu ích, tiện dụng và thực tiễn luôn anh em. Rất là dễ dàng sử dụng và cái đáp ứng của nó cũng rất là ok luôn. 2700K cho tới 6200K. Công suất 40W, nhỏ gọn, tiện lợi, dễ dàng sử dụng. Những cái ưu điểm mà chỉ có Zhiyun Fireway M40 có. Đây chắc chắn sẽ là cái mẫu đèn LED mà anh em phải có trong cái việc đi quay phim, chụp ảnh hoặc là quay vlog của mình.